Lễ hội Tiên Công, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được người dân vùng đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh gìn giữ nhằm tưởng nhớ 17 vị tiên công, những người đầu tiên qua đê lấn biển, lập làng ở vùng này. Ông Phạm Văn Mịch, người đã có 30 năm trông coi tại miếu tiên công cho biết, lễ hội tiên công bắt đầu được tổ chức từ thế kỷ thứ 17, gắn với lịch sử hình thành vùng đảo Hà Nam và mang đậm bản sắc văn hóa cư dân vùng cửa biển Bạch Đằng. 1434, khi như vậy nơi nội đánh thắng quân Minh, tức là 80 vạn quân Minh ra khỏi bờ cõi, thì lúc giờ là nơi nội lên ngôi vua. Thế khi lên ngôi vua thì chủ trương của nơi nội là các cái thành phố đông đúc di rời ra để đến những cái nơi tức là vắng vẻ để khai hoa. 17 cụ tiên công cùng với lại gia đình khi vào đất sông Chanh thì thấy có tiếng ếch kêu. Đã có tiếng ếch kêu là có nước ngọt. Thế thì từ đó mà đi là các cụ khai hoang. Phải nhớ đến tiên công thì trước hết nếu ai được, nhưng bây giờ cứ nói là ai được cái tuổi vàng, ví dụ là 80, 60, 70, 90, 100 thì phải có một nén hương, hay lúc bây giờ chỉ cần một nén hương hoặc một dây vàng thôi. Không gian tổ chức lễ hội diễn ra ở 7 xã của đảo Hà Nam với trung tâm là di tích Miếu Tiên Công ở xã Cẩm La, cùng các từ đường dòng họ đã được xếp hạng di tích quốc gia. Ngay từ mùng 2 tháng Chạp, các dòng họ có cụ thượng được rước lên Miếu Tiên Công đã phân công nhiệm vụ các thành viên trong gia đình từ trang trí, chuẩn bị lễ vật đến các nghi thức khác. Nét độc đáo, hấp dẫn và được mọi người dân háo hức chờ đợi nhất là hoạt động rước các cụ thượng thọ tròn 80, 90 và 100 tuổi lên Miếu Tiên Công. Tùy vào điều kiện gia đình, việc thượng thọ có thể tổ chức to hay nhỏ nhưng đều phải tuân thủ các quy định về trang phục và lễ vật dâng ở miếu. Ông Nguyễn Quang Dự, 85 tuổi, trưởng ban tổ chức lễ hội làng Yên Đông cho biết, riêng làng Yên Đông, việc rước các cụ thượng thọ được tổ chức tập thể với đoàn rước kéo dài cả cây số. Cái lễ hội truyền thống của tiên công thì không bao giờ bỏ được. Do đó chúng tôi có tổ tập hợp lại, bàn với nhau là tổ chức mừng thọ cho các cụ tập thể. Năm nay là năm thứ 21 và có 398 cụ đã được rước xuống miếu đường. Lễ vật đã buộc phải có là bây giờ thì nó cũng vô cùng có thể 11 lễ, có thể 9 lễ và có thể 7 lễ, nhưng mà không bao giờ chúng tôi rước chẵn lẻ thì nó có thủ nợ, nếu mà sang nữa thì là có con lợn quay. Thế bánh dày, trầu cau, vàng hương, rượu bia, vân vân. Năm nay, lễ hội tiên công có 198 cụ tròn 80-90 tuổi và 4 cụ tròn 100 tuổi về dâng lễ vật lên các bậc tiên tổ. Các cụ thượng thọ được con cháu rước bằng võng, đoàn rước theo nhịp trống khẩu và âm nhạc của các phường bát âm. Mỗi gia đình, dòng họ làm một đám rước, nhập lại thành một đoàn lớn, tạo nên không khí tưng bừng náo nhiệt nhưng rất trang trọng, nền nếp. Tôi cảm thấy là sung sướng, tất thể quay là con cái giúp cho tôi ngày buổi ngày hôm nay, tôi rất là vinh dự. Mỗi độ xuân về, các xã đảo Hà Nam lại rộn ràng tiếng trống, tiếng nhạc bát âm cùng cờ ngũ sắc để mừng thọ các bậc cao niên. Đây không chỉ là dịp để dân làng tưởng nhớ công ơn các vị tiên công, những người đầu tiên qua đê lập làng, mà còn là dịp con cháu báo hiếu cha mẹ, cũng là hoạt động để các thế hệ trẻ dung dưỡng tâm hồn, thêm hiểu và thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống cha ông để lại, để cùng nhau gìn giữ, trao truyền mãi về sau.